tiền vệ U23 Việt Nam. Chúng tôi luôn nghĩ đến mục tiêu World Cup 2026. Tiền vệ Huỳnh Công Đến của U23 Việt Nam khẳng định, anh và đồng đội luôn hào hứng với mục tiêu sự World Cup 2026 mà huấn luyện viên Philippe Chaussier vạch ra. Huấn luyện viên Philippe Chaussier luôn nói về mục tiêu World Cup khiến chúng tôi rất thích thú. Trong đầu đội U23 Việt Nam, lúc nào cũng hướng tới World Cup 2026. Toàn đội lấy mục tiêu đó làm động lực để hướng đến những mùa giải thành công sắp tới. Tiền vệ Huỳnh Công Đến chia sẻ trước buổi tập sáng ngày 17 tháng 3 của U23 Việt Nam. Ngày 18 tháng 3, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar để dự Doha Cup 2023. Trong buổi tập sáng nay, huấn luyện viên Chaussier chủ trương rèn chiến thuật cho học trò. Ông đã chốt danh sách 26 cầu thủ dự Doha Cup 2023 và đang tập trung huấn luyện chiến thuật chuyên sâu cho học trò. Theo Công Đến, huấn luyện viên Chaussier muốn tận dụng giải giao hữu quốc tế tại Qatar sắp tới để truyền thụ ý tưởng và kinh nghiệm cho học trò. Đợt chuẩn bị vừa rồi rất quan trọng cho SEA Games vào tháng 5. Huấn luyện viên Chaussier cho U23 Việt Nam tập luyện rất kỹ. Ông muốn trao đổi những gì thiết thực nhất cho cầu thủ, hiểu rõ hơn, giúp chúng tôi đi chuyến tập huấn này có thể thể hiện năng lực tốt nhất. Tiền vệ thuộc biên chế đội PVF, Công an Nhân dân khẳng định, giải đấu Doha Cup 2023 có sự góp mặt của 10 đội tuyển U23. Các đội được chia cặp để đá 2 trận tại vòng bảng, sau đó sẽ phân hạng dựa trên thành tích để xếp cặp đấu ở lượt cuối cùng. Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq và U23 UAE ở vòng bảng. Công Đến khẳng định những trận đấu ở sân chơi này sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam nâng cao năng lực. Chuyến tập huấn rất quan trọng với U23 Việt Nam. Tuy gặp đối thủ mạnh nhưng tất cả đều rất chờ đợi những trận đấu như thế này để cải thiện bản thân. Công Đến nhấn mạnh,